Rồi, hello anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chuyển vùng App Store từ Việt Nam của chúng ta sang bên Nhật Bản mà khi các bạn tải nó không bị lỗi nhé. Thì có rất nhiều bạn là có hỏi mình là sao em chuyển sang bên Nhật Bản rồi mà em tải nó báo lỗi. Thì là nó do hai nguyên nhân. Một là các bạn chuyển vùng sang bên Nhật ấy, là nó chưa đúng này. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là khi trong quá trình các bạn chuyển vùng từ Việt Nam của chúng ta sang bên Nhật đó, hay là sang các nước nào cũng vậy thôi, mà các bạn vừa xem video hướng dẫn mà các bạn vừa làm trên cùng một điện thoại, tức là các bạn vừa làm và các bạn lại vừa các bạn thoát ra để các bạn xem video hướng dẫn và các bạn quay lại các bạn làm, thì nó hay gặp cái trường hợp là bị lỗi nhé. Nên là lưu ý là các bạn khi các bạn làm, một là các bạn dùng hai máy, một máy của các bạn xem và một máy của các bạn thao tác để chúng ta làm. Và cách thứ hai nữa là các bạn có thể ghi tờ giấy hoặc là các bạn nhớ, thì các bạn làm một mạch từ đầu đến cuối, các bạn đừng có thoát ra thoát vào, và các bạn vừa xem mà các bạn vừa làm thì nó gặp cái trường hợp bị lỗi khoảng 90% nhé. Rồi mình không nói dài dòng nữa, thì đầu tiên thì các bạn lên chuyển cái ngôn ngữ iPhone chúng ta sang bên tiếng Anh này để khi chúng ta thao tác có dễ nhé. Nếu mà các bạn để tiếng Việt ấy, thì khi các bạn chuyển vùng App Store chúng ta sang Nhật Bản thì là nó tiếng Nhật thì chúng ta rất là khó sử dụng. Rồi thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào App Store này và các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng hình người avatar này nhá. Rồi các bạn sẽ ấn vào cái dòng địa chỉ ID Apple này. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái vùng quốc gia này. Sau đó các bạn chọn vào cái dòng này nhé, tức là thay đổi quốc gia hoặc vùng. Đó, dòng này nhấp vào đây thì nó đưa chúng ta đến một cái giao diện như này. Thì các bạn sẽ chọn cái quốc gia mà các bạn cần chuyển vùng nhé. Thì bây giờ mình sẽ chọn quốc gia là Nhật Bản, là tiếng Anh nó là Japan này. Mình nhấp vào đây. Ok. Rồi các bạn sẽ ấn đồng ý Agree này và ấn tiếp Agree tiếp này. Rồi nó đưa chúng ta đến một cái giao diện như này. Thì các bạn nhìn này, nó có chữ lo le này, tức là không này. Mình sẽ nhấp vào đây. Ở dưới này tức là cái dòng địa chỉ, tên đường, mã barcode và số điện thoại. Thì lưu ý là cái phần này các bạn quan trọng nhất là cái mã zip code và cái số điện thoại nhé. Thì những cái dòng này thì các bạn sẽ, khi các bạn đến, các bạn ấn vào cái lo le rồi thì các bạn sẽ ấn cho mình cái chữ lách luôn này. Đó. Thì các bạn thấy cái dòng nào của chúng ta chữ nó màu đỏ thì các bạn nhập nhé, mà cái chữ nó màu đen thì các bạn bỏ, hoặc là màu trắng chúng ta bỏ nhé. Đó. Cái chữ nào màu đỏ là bắt buộc chúng ta phải nhập. Rồi cái dòng đầu tiên này thì mình sẽ nhập là 12 nhé, 123 nó không quan trọng đâu. Cái dòng thứ hai này mình cũng là nhập là 123. Đó, mình kéo xuống phía dưới này, cái phần này tức là tên đường này, mình cũng nhập là 123. Còn cái chữ đen này chúng ta bỏ này, hoặc chữ trắng thì chúng ta bỏ nhá. Phần Kitty thành phố này mình sẽ nhập là Tokyo. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn một cái tỉnh thành, một địa danh ở bên Nhật Bản, thì các bạn chỉ cần nhấp vào đây và các bạn kéo xuống, các bạn sẽ chọn cho mình là Tokyo này nhá. Đấy, các bạn kéo lên cái ô này và các bạn sẽ nhấp vào cái chữ này. Đó thì tự nó khắc kéo lên nhé. Tiếp theo là đến cái mã RIP này, rất quan trọng này. Đó, các bạn nhấp vào đây, các bạn sẽ nhập cho mình là 190 này và các bạn ấn cái dấu trừ này. Lưu ý là không cách nhé. Và các bạn sẽ ấn cho mình là 0 này, 1 này và thêm 2 số 0 nữa. Đó, 190 trừ 0100 và đến số điện thoại này thì các bạn sẽ nhập cái số điện thoại chúng ta vào. Ok, sau khi các bạn đã điền hết cái thông tin vào những cái dòng chữ đỏ này đó, thì các bạn chỉ
cần ấn cái chữ Lex này. Lưu ý là nó phải có chữ Lex này nhé. Nếu mà các bạn chuyển nó không có chữ Lex này thì các bạn phải quay lại, các bạn chuyển lại nhé. Và lưu ý là các bạn làm mà các bạn không được thoát ra, các bạn làm một mạch từ đầu đến cuối thì nó mới không bị lỗi nhé. Nếu mà các bạn thoát ra thoát vào ấy thì nó sẽ mất cái chữ Lex này. Đó, bây giờ mình sẽ ấn vào chữ Lex này. Ok, rồi các bạn sẽ ấn vào chữ đôn này. Đó, thì bây giờ cái app store chúng ta nó đã chuyển sang Nhật Bản rồi. Thì để chứng minh được là nó đã tải được, đã chuyển thành công hay chưa thì chúng ta cần phải tải được. Đấy, mình sẽ tải cho một ứng dụng bất kỳ nhé. Mình sẽ ấn vào chữ get này. Đó, thì nó yêu cầu chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu ID Apple chúng ta vào. Ok. Đó, thì cái ứng dụng của chúng ta đã tải được nhá. Đó, khi chúng ta thành công rồi thì nó sẽ tải được. Nếu mà các bạn chuyển sang bên Nhật rồi rồi. Đó, cái trường hợp mà khi các bạn chuyển sang bên Nhật rồi nhá. Đó, nếu mà các bạn ấn vào tải nó báo ngay chữ lỗi, một cái bảng chữ lỗi bằng tiếng Anh đấy, thì các bạn phải quay lại, các bạn chuyển lại thì mới được nhé. Đó, nếu mà trong trường hợp các bạn bị lỗi thì các bạn lại phải ấn vào cái Today này, và các bạn sẽ ấn vào hình avatar này, sau đó chúng ta lại ấn vào cái dòng địa chỉ ID của chúng ta này, và chúng ta sẽ chọn vùng quốc gia, tức là country này. Và các bạn sẽ chọn vào cái phần thay đổi quốc gia hoặc vùng này nhé. Đó, thì khi các bạn vào các bạn kiểm tra này. Đó, nếu mà cái app store các bạn nó đã chuyển sang cái giao diện Nhật Bản rồi, ví dụ như các bạn chuyển sang Nhật Bản rồi, thì cái dấu tích này nó phải ở Japan nhé. Nếu mà các bạn vào và các bạn kiểm tra mà cái dấu tích này của chúng ta nó vẫn nằm ở cái phần Việt Nam này, thì là khi các bạn chuyển vùng nó chưa sang được bên Nhật Bản, tức là cái vùng quốc gia này của chúng ta nó vẫn đang ở Việt Nam. Đó, thì là chúng ta không thể tải được nhé. Đầu một nơi đít một nơi thì các bạn sẽ không thể tải được. Thì các bạn lại chọn, các bạn lại chọn là Japan này, các bạn vào lại một lần nữa là ok nhé. Rồi thì đây, khi các bạn vào các bạn kiểm tra nó đã ở Japan này là ok nhé. Thì bây giờ mình sẽ chuyển về cái giao diện tiếng Việt này. Đó, thì chúng ta lại ấn vào cái Việt Nam này. Đó, nhiều bạn là cũng không biết nên là cũng rất loay hoay cái vấn đề này. Rồi thì mình sẽ ấn vào cái AGE này, AGE tiếp này. Đó, thì đến cái giao diện này chúng ta cũng chọn vào không, tức là no le này. Đó, thì các bạn sẽ ấn lách một phát này cho mình này. Đó, thì các bạn cứ thấy cái dòng là màu đỏ thì các bạn nhập nhé, còn cái dòng là màu đen màu trắng thì các bạn kệ nó nhé, mình không quan tâm. Các bạn cứ nhập bừa vào cũng được nhé. Thành phố này thì các bạn cứ nhập Bắc Giang hay Bắc Ninh hay là Hà Nội gì cũng được. Cái mã barcode này chữ nó màu đen thôi mình kệ đó nhé, không cần nhé. Cái số phone thì mình nhập một số nào cũng được nhé các bạn nhé. Đó, thì nó phải có chữ Lex này, các bạn ấn chữ Lex này. Rồi các bạn ấn chữ đôn này nhé. Rồi, thì bây giờ cái giao diện của chúng ta đã chuyển sang được cái giao diện Việt Nam rồi. Rồi, mình cũng xin kết thúc video ở đây. Và mình cũng xin lưu ý các bạn là tại sao mà các bạn khi các bạn chuyển sang cái giao diện Nhật mà các bạn tải nó bị lỗi, thì nó có ra một cái nguyên nhân là do các bạn chuyển vùng nó chưa thành công. Cái thứ nhất là các bạn nhập sai địa chỉ, và cái thứ hai nữa là khi các bạn chuyển vùng đó, các bạn vừa xem video hướng dẫn của mọi người và các bạn vừa
thao tác trên điện thoại cùng một máy là các bạn vừa xem, các bạn vừa thoát ra ngoài để các bạn xem và các bạn lại quay vào, thì lập tức 90% là nó bị lỗi, là nó không có chữ lệch, nó có chữ đôn luôn. Thì các bạn có chuyển sang được cái giao diện tiếng Nhật thì các bạn tải nó vẫn bị lỗi nhé.